46 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Quý vị thân mến, với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, bên cạnh việc giải phóng các tỉnh, thành phố ở trên đất liền, ngay trong kế hoạch tác chiến và chỉ đạo thực hiện, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đề ra nhiệm vụ tiếp quản các đảo trên Biển Đông từ rất sớm. Ngay sau khi giải phóng trên đất liền, quân đội ta đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Hải quân Việt Nam để mở hướng tiến công chiến lược trên biển nhằm giải phóng quần đảo Trường Sa, thu non sông về một mối. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về ký ức hào hùng 46 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc. Đôi nét về quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam Biển Đông, từ kinh tuyến 111 độ 30 phút đông đến kinh tuyến 117 độ 20 phút đông, từ vĩ tuyến 6 độ 50 phút bắc đến vĩ tuyến 12 độ bắc. Quần đảo Trường Sa nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 480 km, cách đảo Hải Nam khoảng 1.150 km và cách đảo Đài Loan khoảng chừng 1.780 km. Cả quần đảo Trường Sa gồm có hơn 100 đảo có diện tích đất nổi không quá 200 km2, nhưng bao trùm diện tích mặt nước và các bãi đá ngầm có diện tích lên đến 180.000 km2. Đây là vùng đảo có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng của Tổ quốc, gần đất liền bờ biển miền Nam Việt Nam. Cũng có nhiều đảo có tầm quan trọng về quốc phòng và kinh tế như Cù Lao Xanh, Cù Lao Chàm, Cù Lao Ré thuộc đảo Phú Quý, Côn Đảo trên Biển Đông, Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, quần đảo Nam Du trên vịnh Thái Lan. Những trang sử hào hùng. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã gửi một bức điện đặc biệt đến Quân chủng Hải quân và Quân khu 5 để giao nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa đang do quân đội ngụy quyền Sài Gòn đóng giữ. Bức điện ghi rất rõ. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy giao nhiệm vụ cho khu ủy, quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẩn trương phối hợp, nghiên cứu kế hoạch tác chiến và tiến hành mọi công tác chuẩn bị để khi có thời cơ thì kịp thời giải phóng quần đảo Trường Sa và phải coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Việc triển khai chiến dịch cần phải được giữ bí mật gắt gao, đồng thời phải rất khẩn trương để không cho các lực lượng nào khác lợi dụng cơ hội chiếm các đảo này từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang trong đà suy yếu. Đại tá Hoàng Chiến Nở, sinh năm 1952, nguyên là Phó Chỉ huy trưởng Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai kể lại rằng, vào năm 1975, khi đó ông mới 23 tuổi và đang giữ chức vụ chuẩn úy, trung đội trưởng tiểu đoàn 2, đại đội 5, trung đoàn 95, quân khu 5. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng tỉnh Khánh Hòa, tối ngày 10 tháng 4, ông nhanh chóng theo tàu đánh cá của ngư dân đi từ Nha Trang ra đảo. Thời gian di chuyển đúng 4 ngày 3 đêm, ông đã đến nước đảo Song Tử Tây. Lực lượng của ta lúc bấy giờ đóng giả làm ngư dân trên tàu đánh cá, nên trong suốt quá trình di chuyển đã không bị địch phát hiện. Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4, các mũi cùng tấn công các hướng được xuồng cao su đưa quân áp sát vào đảo Song Tử Tây. Đúng 4 giờ 30 phút, sau khi nghe tiếng súng lệnh ở phía tây đảo, tất cả đều đồng loạt nổ súng tấn công. Đối với mũi mà ông làm nhiệm vụ, đồng chí Đinh Quốc Lập, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đoàn 2, đại đội 5, trung đoàn 95, quân khu 5, đã bắn quả B-41 vào thẳng lô cốt của địch, đồng thời tấn công nhiều hướng khiến cho chúng hoang mang lo sợ. Địch ra sức chống trả rồi nhanh chóng đầu hàng. Quân ta đã tiêu diệt và bắt được 33 tên địch. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, chúng ta kéo cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên cột cờ trên đảo để khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Thượng sĩ Đinh Quốc Lập, một trong những người chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh giải phóng Song Tử Tây và được kết nạp đảng tại đảo cho biết. Ngày 24 tháng 4, thời tiết hôm đó trên đảo rất đẹp. Dưới hàng dừa xanh ngát trên đảo Song Tử Tây, cùng với lá cờ đảng được treo ở thân cây dừa, tôi đã được chuẩn y kết nạp và đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chứng kiến của những đồng đội đã kề vai sát cánh với mình. Là người lính đầu tiên vinh dự được kết nạp đảng trên đảo Song Tử Tây, khi ấy tôi mới tròn 20 tuổi. Đó là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn, không giây phút nào tôi quên. Song Tử Tây bị mất cũng đồng nghĩa với việc hệ thống phòng thủ của địch trên quần đảo Trường Sa bị đe dọa nghiêm trọng. Trong lấy thời cơ đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, ta sử dụng hai tàu 673 và 641 để chở lực lượng từ đảo Song Tử Tây đến đảo Sơn Ca. Khi cách đảo Sơn Ca khoảng 2 hải lý, lực lượng này đã được chia làm 3 mũi để chuẩn bị đổ bộ tấn công lên đảo. Đúng 1 giờ 30 phút, quân ta đã đổ bộ xong và bắt đầu tiến hành trinh sát đảo. Vào 2 giờ 30 phút, ta nổ súng tấn công để tiêu diệt địch. Đến 3 giờ cùng ngày, quân ta đã đổ bộ xong và bắt đầu tiến hành trinh sát đảo. Đến 3 giờ cùng ngày,
quân ta đã giải phóng được hoàn toàn đảo Sơn Ca, tiêu diệt và bắt sống 25 tên địch, đồng thời cũng tịch thu được nhiều vũ khí cùng toàn bộ quân trang của chúng. Sau chiến thắng thần tốc ấy của quân ta tại hai đảo Song Tử Tây và Sơn Ca, hệ thống phòng thủ của địch trên các đảo đã bị đe dọa nghiêm trọng. Quân địch tại đảo Nam Yết tỏ ra hoảng sợ và chống trả yếu ớt. Chớp lấy thời cơ đó, lực lượng của ta nhanh chóng giải phóng thành công đảo. Vào 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, quân ta đã hoàn toàn làm chủ được đảo Nam Yết. Sau khi nghe tin quân ta đã giải phóng thành công các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, quân địch trên đảo Sinh Tồn hoang mang dao động. Chúng thi nhau rút chạy từ sáng 27 tháng 4, nên lực lượng ta đổ bộ lên đảo rất thuận lợi. Đúng 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4, chúng ta làm chủ hoàn toàn đảo Sinh Tồn. Đến 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, quân đội chiến đấu cuối cùng của lữ đoàn đặc công 126 đổ bộ và làm chủ đảo Trường Sa. Sau hơn 2 tháng hành quân và chiến đấu anh dũng, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã làm chủ được 5 đảo quan trọng trên quần đảo Trường Sa. Ngoài 5 đảo quan trọng này, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn chiếm giữ được các đảo nhỏ khác như An Bang vào ngày 28 tháng 4, Hòn Sập, sau này đảo Hòn Sập được đặt tên mới là Phan Vinh, Trường Sa Đông, Đá Giữa, Sinh Tồn Đông, Bãi Thuyền Trài cùng với một số đảo đá khác. Hành động triển khai tác chiến nhanh chóng và kịp thời của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên vịnh Thái Lan cũng làm thất bại âm mưu của chính quyền Pol Pot, Ieng Sary lợi dụng sự suy yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để đánh chiếm các đảo này, giành lại chủ quyền của Việt Nam trên một số các đảo quan trọng, trong đó phải kể đến đảo Phú Quốc và các quần đảo Thổ Chu và Nam Du cùng một số đảo trên vịnh Thái Lan. Từ đó, đảo Trường Sa nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung đã bước vào thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Xây dựng và giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Trường Sa có một quần đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa, do lực lượng hải quân đóng tại vùng 4 thuộc Cam Ranh Khánh Hòa, có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ vùng biển đảo chiến lược của Tổ quốc. Những năm qua, tiếp tục phát huy chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã kịp thời lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội ta nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định rõ đối tác cùng các đối tượng và các âm mưu, thủ đoạn cũng như các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, tư tưởng chỉ đạo, phương châm và những đối sách xử trí các vấn đề trên biển của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, vùng 4 Hải quân luôn luôn đề cao quan trọng giáo dục cho bộ đội về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, đặc biệt là những chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa. Để tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, liên hoàn, bờ, biển, đảo. Vùng 4 Hải quân luôn luôn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực tổ chức luyện tập, diễn tập, qua đó để bổ sung, điều chỉnh các phương án tác chiến ra cho phù hợp với tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu cũng như đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xử trí tốt các tình huống trên biển, không để bị động và bất ngờ. 46 năm lịch sử đã trôi qua, nhưng những chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, các cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân hôm nay luôn khắc phục khó khăn, luôn tích cực học tập và rèn luyện, phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi 46 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Bạn có cảm nhận như thế nào về những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.